Bữa nay cả nhà bọn mình qua thăm nhà bà nội thôi, tại vì từ Tết tới giờ cũng không có qua, với lại là nhà bọn mình sắp về Việt Nam nữa. Mấy bữa trước bà nội cũng có gọi qua là nhớ cháu lắm rồi, tranh thủ bữa nay cuối tuần mình đưa hai đứa nó về thăm bà nội luôn. Dạo này bớt lạnh nhiều, tại vì đang chuyển sang xuân á, thời tiết thì ấm ấm, còn trời thì trong xanh luôn. Mang theo cái hộp sầu riêng để trên xe mà cái ông con cũng la thúi quá, chịu không nổi. Món Việt Nam là bà nội tuần hoan chưa từ chối món nào, còn sầu riêng thì không biết bữa nay làm sao nữa. Từ nhà mình mà qua anh xanh này á thì gần một tiếng chưa tính kẹt xe. Bữa nay qua chở bà nội đi ăn trưa trước. Ủa mình đi nhà ai xe? Halmoni. Halmoni한테 이쁘게 보이려고 할머니 유주도 바르고 머리도 하고 그랬어. 이뻐? 응. Halmoni 진짜 이뻐? 응. Bữa nay nhà mình lại cái quán này ăn món cá mực quỷ hấp. Ba tụi Hân là tính đi ăn thịt, còn bà nội tụi Hân là biết mình thích ăn món này, bởi vậy là kêu đi ăn món này. Hai ba con tụi Hân bị gai ghìa rồi, mà may mắn thì mọi người tuy là mẹ mình không còn, nhưng mà mình được một người mẹ chồng rất là yêu thương mình luôn. Ăn xong rồi bây giờ bọn mình về nhà bà nội nha. Hôm Tết không có qua chúc Tết được, bữa nay tụi Hân mới có dịp chúc Tết bà nội nè. Mẹ nuôi ra, cái gì? Nó cầm cho cái gì? Nó mua nhiều quá mà nó đưa cho tôi, tôi cảm ơn rồi, cho nó đó. Nó mua nhiều, cảm ơn rồi. 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 Thấy thương thiệt sự luôn á. Giờ không có mong gì nhiều, chỉ mong bà nội tụi Hân thiệt là nhiều sức khỏe. Mà cái ông con này ổng nịnh gì mà ổng nịnh dữ vậy không biết. Đây quay thì cũng tới chiều, ở trong tủ lạnh còn gì bà nội tụi Hân nấu đó. Được món khoai tây nè, cua ngâm thương và cá kho. Mà không chỉ và hợp tính cách đâu nha mọi người, mình với mẹ chồng mình còn hợp cái khẩu vị nữa. Thấy mẹ chồng mình nấu món nào ra mình ăn cũng thấy vừa miệng hết trơn luôn á. Bữa trưa bà nội tụi Hân ăn tới chiều còn no, cho nên nó là vừa chỉ có hai vợ chồng mình ăn thôi. Mà mỗi lần qua đây là mỗi lần phải ăn cơm rồi mới được về, mọi người biết sao không? Rồi về bển trễ rồi bọn mình lại ăn mì. Ở dưới này hai vợ chồng mình ăn cơm, trên này bà giữ hai đứa cháu dù ngày ăn bữa còn khỏe chứ mỗi ngày gì bà nội tụi con chắc cũng quái lắm. Chút xíu nữa quên cái vấn đề chính luôn rồi, để cho bà nội tụi con ăn thử sầu riêng chứ. Anh mong có thế này không mà. Bà nội tụi con bữa nay đầu hàng chứ sầu riêng rồi nha mọi người. Hồi trước giờ ăn mấy món Việt Nam á là còn kêu để lại, chứ bữa nay sầu riêng á là thôi thôi con gói đem về đi nha. Đến tối thì bọn mình cũng chuẩn bị về để lần sau qua chơi với bà nội tụi con tiếp. Chút nữa quên cái bọc sầu riêng này lại đây là bà nội tụi con bỏ nhà đi luôn á. Giờ về thì bọn mình còn chuẩn bị đồ Việt Nam, chắc phải về Việt Nam qua lại rồi mới qua thăm bà nội tiếp.